Ok, sau phần điều chỉnh lại góc máy quay cũng như là chất lượng về hình ảnh thì Magic Villa cũng đã quay lại với các bạn trong trận đấu bán kết đang được diễn ra tại câu lạc bộ 91, địa chỉ số 12 Đỗ Ngọc Du, thành phố Hà Nội. Trận đấu cũng đang diễn ra một chiều, đó là trận đấu giữa cơ thủ Nguyễn Viết Tâm và cơ thủ Lê Quang Trung. Cơ hội dành cho Lê Quang Trung rất thấp khi mà cỗ máy Viết Tâm đang rất bon từ sáng đến giờ. Sáu không cho Viết Tâm. Thần Đông ơi, không phải mất điện mà là tạm dừng máy quay để điều chỉnh góc máy quay cũng như là chất lượng về hình ảnh cho mọi người xem rõ nét hơn thôi. Các bạn hãy tiếp tục chia sẻ phần phát trực tiếp này về tường nhé. Để giải đấu đang được diễn ra tại câu lạc bộ 91 trên giao diện phát trực tiếp của Magic Villa Shop sẽ được đến với số đông các quý khán giả. Xin chào anh Lại Hợp Nhân nhé. Chỉ có sau mỗi 1-2 phút quay trở lại màn hình thôi, tỷ số đã tăng lên là 6-0 cho Viết Tâm rồi. Sáng nay thì Viết Tâm cũng đã ra tay hạ sát một cao thủ của thủ đô Hà Nội, đó chính là Quốc Khánh với tỷ số là 8-1. Hôm qua cũng hạ Tuấn Con với tỷ số cũng tương đối là sâu khi mà Tuấn Con cũng đã dẫn trước tỷ số và đã bị Viết Tâm bật lại. Đậu Hoàng người có hỏi tỷ số trận đấu ở bàn bên cạnh. Tạm thời Lê Anh Xuân dẫn trước Phạm Phương Nam với tỷ số là 3-1. Các bạn hãy tiếp tục chia sẻ phần phát trực tiếp này về tường đi ạ. Mặc dù là diễn biến của trận đấu này đang bị diễn biến một chiều, tuy nhiên thì với cái kinh nghiệm già dơ của Lê Quang Trung thì tôi tin rằng là khi mà có cơ hội thì Lê Quang Trung có cái khả năng bật lại còn nước còn tát để Viết Tâm có thể đến với được chiến thắng thì còn hai ván nữa cơ. Cơ hội vẫn còn. Cú điều lỗi lực của Viết Tâm. Tuy nhiên ở góc độ vừa rồi ở bi số 1 thì đang nằm ở dưới lỗ 10 một chút, ở má mỏng như vậy để kiểm soát được cái lực của quả bi cái không hề dễ chịu. Rồi chúng ta sẽ xem là Viết Tâm sửa sai cái tình huống này như thế nào. Pun Trần Tuấn, Tuấn Trần có nói về cái bảng tỷ số nào đấy, nhìn không thấy ở đâu ạ? À, che mất cái chỗ phần phát trực tiếp à? Hóa ra là ngay bình luận viên cũng không nhìn thấy bảng tỷ số à sao? Ở bàn thi đấu bên cạnh thì Phạm Phương Nam cũng đã tự tìm kiếm cho mình thêm một ván đấu nữa. 2-3 cho bà Phạm Phương Nam. Và trong khi đó thì quyền chủ động trong cái quả bóng cái vẫn thuộc về chàng trai nhỏ bé đến từ Thường Tín. Pôn Tuấn Trần ok. 2-4 à? Ở kia không lên tỷ số à?
với một phong độ rất cao như của Viết Tâm trong 3 ngày thi đấu, thì cái khả năng là Viết Tâm có thể đến với trận chung kết là lên tới, cho đến giây phút này có lẽ lên tới 90% rồi, với cái tỷ số là 7-0 như bây giờ. Nam Nguyễn đang bán kết em ạ. Kiểu đáng nói rằng là em nghĩ giải này 50 triệu trở lại với câu lạc bộ 91 cũng chưa biết được. Trong khi trận bán kết thứ hai thì Phạm Phương Nam thì đang bị yếu thế về mặt tỷ số. Anh Xuân đang dẫn trước với tỷ số là 4-2. Và trên bàn TV thì Viết Tâm đang thể hiện mình là một cỗ máy. Xăng dầu đã bơm đầy đủ rồi, bảo dưỡng, bảo trì trơn lắm, chưa thấy hỏng hóc cái gì cả. Thôi, vừa nói xong, một cú phá kéo rất nhiều phê vào giày má, cái chuyển động thẳng vào lỗ giữa, cơ hội dành cho Lê Quang Trung. Đỗ Thành xin chào em. Hiệp BM có hỏi về anh Kiên Pháp, thì Kiên Pháp đã dừng bước trước Lê Anh Xuân với tỷ số là 8-4 trong trận tranh và bán kết này. Cơ hội đặt bóng trong tay cho cầu thủ Lê Quang Trung. Bi hình đã được mở rất đẹp, các hướng bi đều rất thuận. Đào Ngọc Long, đây là trận bán kết rồi. Nếu mà xem những cái hình bi này thì chủ yếu là những cái quả bi cuối này thì Lê Quang Trung sẽ sử dụng cái cú rút chích 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 thôi, với những cái vị trí quả cá như thế này. Ok, chắc bom chị sẽ lên tỷ số. Một bình luận hăng quá, quên luôn gài lên tỷ số. Má đẹp rồi. Trô về khoảng tầm vị trí quả cái là đẹp. Là còn đẹp hơn nữa cơ. Rồi, tỷ số đã được mở ra cho Lê Quang Trung. Là 1-7 cho Lê Quang Trung. Và trong ván đấu thứ 8 này, cú đẹp ba tiếp theo sẽ thuộc về Lê Quang Trung. Mà còn nước còn tát, đó mới là bản lĩnh của cơ thủ, cái sự chuyên nghiệp của một tay cơ chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ kiểm tra lại cú đề ba của Lê Quang Trung. Tốt rồi, nếu như mà những cái ván đấu đầu tiên mà cũng đề ba được như thế này thì chắc chắn là sẽ không bị luộc đến tận 7 trứng trước rồi bắt đầu mới lại bắt đầu hành động. Với cái vị trí của cái bi số 2 này, Lê Quang Trung sẽ thực hiện một cái cú đánh cái kỹ thuật đầu gậy như cái cú đánh vừa rồi
điều bi số 1 ra bi số 2. Tuy nhiên tốc độ ra dạy sẽ phải lớn hơn. Châu full lực full tốc độ. À không phải từ bá thẳng. À, một cú đánh nữa. Và mặc dù bị dẫn rất sâu nhưng mà Lê Quang Trung vẫn thực hiện những cái đường điều như chưa bao giờ sẽ bị mất cái gì cả. Và có lẽ đến giây phút này cũng không còn sợ điều gì nữa. Chỉ cần có cơ hội là đánh thôi, đánh cho đến giây phút cuối cùng. Này đánh thoáng hẳn luôn, này bốn băng má mỏng như thế này chạy quăng luôn, hai góc dậu đường chéo hợp lý rồi. Chúng ta sẽ đếm số băng nhé. 1, 2, 3, 4. Và đây là một cái đường điều giúp cho cái tay thực hiện thoáng hơn và đường đạn sẽ chính xác hơn và gần như không có lỗi. Xin chào đẹp trai chị Hương Còi. Thì bây giờ là lâu lắm rồi không cầm gậy đánh, cho nên là xin phép là chỉ ngồi đây bình luận thôi với mọi người thôi, chứ còn để cầm gậy đánh thì giao lưu thì chị chịu rồi. Ok, như vậy là Lê Quang Trung cũng đã thực hiện được một chấm run out sau khi có một cú đê ba hợp lệ. Tỷ số được rút ngắn cho Lê Quang Trung là 2-7. Bàn bên cạnh thì tỷ số của trận đấu vẫn là 4-2 cho Lê Anh Xuân. Và Lê Anh Xuân cũng đang là người có quyền điều cái. Chàng trai nhỏ bé có khuôn mặt trẻ thơ nhưng mà lối đánh thì cũng như một sát thủ vậy. Ngay từ giây phút đầu tiên đến thời điểm hiện tại, Tâm mới để đều bộc lộ một vài những cái lỗi thôi. Đây là cú đưa ba tiếp theo không tốt của Viết Tâm. Phạm Minh Tiến là Tuấn Con có tham gia giải đấu này, tuy nhiên thì Tuấn Con cũng đã để thua Viết Tâm. Nước gì gọi em đây? Nước gì gọi? Các bạn có thể quan sát là Viết Tâm vừa thực hiện một cú đề ba không hợp lệ của nội dung chín bóng xếp cao. Và với cái vị trí không thuận lợi như thế này thì Lê Quang Trung đã giành lại cho Viết Tâm cái lợi thế. Có hai sự lựa chọn, một là báo bi an toàn, hai là tấn công. Và có vẻ như là với cái tỷ số là 7-2 thì Viết Tâm cũng đã lựa chọn cái phương án là thừa thắng xông lên bằng một cú sút tê, nhưng cũng không thành công cho Viết Tâm. Viết Tâm có vẻ như là đang bay quá, không kiểm soát được cái trạng thái của mình, hơi nhanh. Nếu như mỗi một ván đấu Viết Tâm bộc lộ một lỗi sai như thế này và Lê Quang Trung có tận dụng được thì cũng chưa chắc là biết được là cái điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu, mặc dù là tưởng chừng như đang diễn biến một chiều như thế. Khánh Hoàng thì có hỏi về cơ thủ Nguyễn Phúc Long. Cơ thủ Nguyễn Phúc Long thì có tham gia giải đấu này và ở bảng A, bảng 48 cơ thủ. Tuy nhiên thì anh đã có một ngày thi đấu không được tốt và bị loại ngay từ trong bảng đấu loại.
Kimochi, xin thưa với Kimochi và một số các quý khán giả quan tâm tới giải đấu đang được diễn ra tại câu lạc bộ BI91, địa chỉ số 12 Đỗ Ngọc Xu, được phát trực tiếp bởi Magic Plus Shop. Đây là những trận đấu sau cùng của giải đấu đã được diễn ra trong 3 ngày với sự tham gia của 32 cơ thủ. Hai trận bán kết đồng loạt được diễn ra với sự tham gia của 80 cơ thủ và tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 100 triệu đồng. Trận đánh này là trận đánh có trị giá bao nhiêu nhỉ? 12 triệu. 12 triệu. Thua 8 triệu. Thắng lại ít nhất là nhiều hơn giải 3 là 12 triệu. Và thắng thêm một trận nữa thì nhiều hơn cái giải nhì là 30 triệu. Một giải đấu quy mô rất là lớn cả về mặt số lượng người tham gia cho đến cơ cấu giải thưởng. Ôi má vênh ngược như thế này và chém rất sắc. Đến giờ là thần may mắn không mỉm cười với Tâm rồi. Và một cú đánh rất tốt. Và một cú đánh rất tốt về Bi Đạn khi mà má vênh ngược như vừa rồi của Bi số 2. Nhưng cái chuyển động không thuận lợi. Bây giờ thì Viết Tâm lại phải một lần nữa đi tìm đường để giải vây của chính mình ấy. Hai trận bán kết thì đều có sự góp mặt của một tay cơ chuyên nghiệp, một tay cơ hạng A. Và hai trận đấu này thì đang có một cái diễn biến là tương đối giống nhau. Đó là những tay cơ hạng A thì đang chiếm lĩnh rất sâu về mặt tỷ số. Ở bàn bên cạnh thì Lê Anh Xuân cũng đang dẫn trước Phạm Phương Nam với tỷ số là 5-2. Cơ hội dành lại cho Lê Quang Trung. Và còn nước còn tát. Chơi bia là không được bỏ cuộc. Từng quả bi dù khó mấy thì cũng sẽ phải tìm cách để giải quyết. Đấy là cái lối chơi của người chuyên nghiệp. Không thể nóng vội được. Đây cũng là những cái lỗi mà hay mắc phải của dân chuyên nghiệp dư. Đánh thì cũng chưa tới đâu nhưng mà hay ẩu lắm. Nghĩ chưa xong nhưng mà thực hiện mất rồi. Các bạn có thể quan sát Lê Quang Trung đang suy nghĩ rất kỹ. Bằng cái sự phân vân từ những cái dáng dấp đi lại cho đến cái việc là đầu gậy. Bởi vì chỉ cần sai một ly thôi thì sẽ tuột mất tất cả. Rồi, rất cảm ơn em Nguyễn Đình Diên Ngã đã thông tin một cách cụ thể về 4 người tên xuất sắc nhất của giải đấu này đang tham gia trận bán kết. Có một số các bạn thì cứ hỏi xem là ai vào đến đâu rồi thì Nguyễn Đình Diên Ngã cũng đã giúp cho Hương Còi trả lời. Nguyễn Dương nói rằng là chuyên nghiệp toàn thua hạng A chị Hương Còi nhỉ, vì thực ra là hạng A hiện nay thì trình độ cũng tiệm cận với chuyên nghiệp, với cái tỷ lệ là 8-1 cũng rất là nặng, nhưng không hề dễ dàng gì. Không tốt rồi, đã bỏ lỡ cơ hội, có phần may mắn đó không? Không có rồi.
Lỡ sai mặt này. Cái gì? Lỡ sai mặt này. Lỡ sai mặt. Có mỗi quả bi đấy xong rồi, đồ gậy tốt à, có vẻ như là viết tâm mà biết là nỉ mới trơn, luôn chọn một cái góc đánh là hơi hơi dày một chút nhưng mà cái vẫn nuốt vào lỗ và vẫn mở má bình thường. À, chúng ta hãy nín thở nghe viết tâm bóp cò à, kết thúc trận đấu này. À, chỉ còn có 3 bi trên bàn. À, với cách điều của Tâm thì có lẽ đây sẽ là một cú trích để đưa bi số 8 về lỗ và chính xác rồi, về lỗ giữa. Má mở rất đẹp. À, rất cảm ơn bạn Ngọc Lâm Nguyễn đã hỏi thăm chị Hương Còi nhé. Rồi, như vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 8-2 dành cho Viết Tâm. Một ngày thi đấu quá tuyệt vời của Viết Tâm, và xin chúc mừng Viết Tâm đã là ứng viên đầu tiên bước vào trận chung kết. Với tỷ số là 8-2. Người đầu tiên bước vào trận chung kết của chúng ta đã có mặt. À, vừa rồi thì anh Đặng Thành Kiên cũng đã kịp để đáp ứng cái nhu cầu của các quý khán giả đang quan tâm với trận đấu giữa Phạm Phương Nam và Lê Anh Xuân. À, chúng ta sẽ quay máy quay hướng về trận đấu giữa hai chàng trai này. Rất mong quý vị khán giả phía sau giữ trật tự và không di chuyển. Rất mong quý vị khán giả phía sau giữ trật tự và không di chuyển. Số hiện giờ là vâng, mời các bạn đón xem tiếp trận đấu bán kết thứ hai giữa Lê Anh Xuân và Phương Nam. Viết Tâm đã là người đầu tiên ghi tên vào trận chung kết giải 91. Vâng, đặt một tay vào gói tiền 50 triệu rồi. Vâng, anh em Vũng Tàu chuẩn bị các cái chương trình để đón tiếp Viết Tâm đem tiền về tiêu. Tỷ số của trận Thành Trâm và Kiên Pháp lúc nãy tỷ số kết thúc với tỷ số là 8-6 nghiêng về Kiên Pháp. Và đây là cái trận bán kết thứ hai giữa hai cầu thủ Anh Xuân và Nam Duồi. Tỷ số đang là 5-3 cho Xuân Nghệ An. Một tay đã đặt vào chiếc cúp vô địch. Viết Tâm với lối đánh cực kỳ chắc chắn. Thật là không ngờ, chỉ một tình huống ẩu nhẹ của Lê Anh Xuân khiến cho con bảy bị đuôi. Hiệp Black, Nam rồi cố lên.
Cường Trần lại vào xem. Sao không đợi chung kết có mặt luôn cho chắc. Cường Trần vào xem cú A băng của Lê Anh Xuân, chạy đạn bóc mặt con 7. Con 7 xa lấp sau có đít con 8, con 9 và cái chạy về băng dài dưới kia. Đấy là một cái cú băng A băng hoàn hảo. Hoàn hảo nhì, còn hoàn hảo nhất thì là A băng 2 băng ăn con 7, con cái chạy 3 băng về lít lắp đít con 8. Đánh một băng sang giết nốt con 9. Đấy sẽ là cái tình huống A băng hoàn hảo nhất. Quá hay. Nguyễn Đình Diên Ngã Thiện hiện giờ đang thi đấu ở bàn bên cạnh với Hoàng Sao, đền 5 năm cùng với Hiển Nguyễn. Xin chào An Lùn, xin chào Mạnh Sa Kê, Quỳnh Tạ Ngọc. Sau trận đấu bán kết này thì 15 phút nghỉ giải lao thì các cầu thủ sẽ vào trận chung kết với phần thưởng giải nhất là 50 triệu và phần thưởng giải nhì là 20 triệu. Xin chào Hương Nguyễn. Hương Nguyễn không phải bé con à? Dàn sao tuyển Hà Nội thì hiện giờ đang bận đánh đền cho nên. Cả nhà cùng cổ vũ cho Nam Ruồi chém chết con 7 này. Chém chết con 7 này và cái sẽ chạy về phía hướng con cái trắng. Để đánh con 8 2 băng lắp đít con 9. Nam Ruồi đã chém. Không phải chém mà là dính A băng. Nếu như đỏ thì đuôi, còn không đuôi thì là không đỏ. Đường riêng rồi. Lê Anh Xuân đã ra bấm điểm cho con 8. Chắc chắn là đường riêng. Nhẹ nhàng một băng. Hơi nhẹ, vâng, chỉ một tí lực nữa thôi là sẽ may mắn cho Nam Ruồi. Tuy nhiên điều đấy lại không xảy ra. Tỷ số là 6-3 cho Xuân Nghệ An. Anh Luận đặt chỗ bên phương đông cho Xuân Nghệ An nhá. Có 1, 2, 3, 4 vé. Có Xuân Nghệ An, có Phi Hùng, có Lê và có cả Tuấn Lê, Xuân Nghệ An. Rồi, 4 suất. 50 triệu tiêu gì cho hết. Đấy đây, anh đang ngồi chém gió. Lên thôi, tuần này anh em liên hoan. Liên hoan anh đi. Tuần này là cái gì đấy, liên hoan phát á. Tuần vừa rồi vừa rất bận. Chuẩn bị cho cái giải này. Tuần này sẽ rảnh không? Mong chờ mãi còn học văn không? Chắc chắn chốt trong tuần này. Ok. Chung kết sẽ là team 88 và team no 1. 37 hay quá. Vâng, anh Luận đặt vé đi ạ. Đặt khách sạn Phương Đông đi ạ. Tỷ số là 5-3. 6-3. 6-3 cho Xuân Nghệ An. Thực ra mà nói thì để cái trận đấu này mà Xuân Nghệ An thắng Nam Ruồi thì còn lâu. Vâng. Thật sự là còn rất lâu. Bởi vì Nam Ruồi đánh rất chậm.
Sơn Nghệ An cứ đợi đấy. À, Nam Ruồi nghĩ còn lâu. Đuôi ra. Ôi, ông mạnh tàng. Xin chào Minh Đức Vương. Alo. Dạ. À đúng rồi bạn ạ. À rồi, xin chào. Ừ, có cô Lợn thấy vừa gọi điện ra và em đang cần tư vấn về BIA viết. Tiếc 50 triệu quá. Chuyện của em ấy, của em nhỉ? Tiếc anh. Tiếc 50 triệu quá. Ok, mình để cam gần lại rồi đấy, nhìn có rõ hơn chưa bạn Tuấn Hưng Nguyễn? Vâng, đây là gần nhất có thể rồi bạn ơi. Gần nữa thì sẽ vướng gậy của cầu thủ.
đây là cái cam di động cho nên là mình có thể cầm, nếu còn cầm một cái cam ở cái bàn TV thì cái cam đấy sẽ không thể thay đổi được. Oh, xin chào anh Đinh Mạnh Hùng. Có vẻ như là một cú chạy đạn của năm rồi. Vâng, nhờ cả nhà ấn nhẹ vào nút chia sẻ hộ cái ạ. Ấn nhẹ thôi ạ. Vâng. Ấn nhẹ vào nút chia sẻ góc trái màn hình hộ cái ạ. Một cú sút tê không thèm đều của anh Xuân. Và tiếp tục sẽ là một cú á băng. Đẹp nhất sẽ là á băng ăn con 3, cái chạy một băng để lắp đi con 4, hết. Ăn 4, 6, 7, 8, 9, xong, 7, 3. Hoặc là á băng lực vừa đủ, lắp đi con 4 lỗ tít, trô nhẹ một cái về con 6. Đánh con 6 cu lê 2 băng lên, mở mã ngoài con 7, rút một băng về thẳng tắp con 8, cắm ghim con 8 và kết thúc con 9, kết thúc ván đầu. Cũng là một kịch bản. Và xin cảm ơn Trung Nguyễn, Trung Kiên. Vâng, mình chắc chắn có mặt trong trận chung kết rồi. Chắc chắn có mặt trong trận chung kết ở vai trò bình luận. Một tình huống khá là khó khăn cho Nam rồi. Xin cảm ơn Cường Mạnh cũng vừa nói xong. Hở nhưng không đủ má chết. Con này thì nhẹ nhàng có thể nhổng lên một tí là có thể ăn được con 3, đánh nhẹ sốc nhẹ một cái lên, nhưng mà kiểm soát con cái hơi khó. Rồi. Ui giời. Hơi thiếu phê một tí. Vâng, thiếu phê một tí nữa thì ăn được cả con cái lỗ 10. Có má, nguyên má đây. Lê Anh Xuân đã ra nhìn đít con 8, à con 6. À, chỉ khoảng hết trận này, sau đó nghỉ khoảng 15 phút thôi hả Dương ơi? Hở mông, vâng, chính xác lòi mông rồi. Sẽ là một băng, lòn qua đít 8, mở má bên ngoài con 7. Anh Kiên Pháp vừa đánh giải này nhưng mà lại có trận thua thứ hai trong cái giải này, thì Kiên Pháp hai lần gặp Lê Anh Xuân và đều thua. Trận ở vòng loại thì bị thua Lê Anh Xuân với tỷ số là 8-4, và ở trận đấu tứ kết vừa rồi thì Đỗ Thế Kiên lại để thua anh Xuân với tỷ số 8-3, và có vẻ như là một cái rớp mà anh Đỗ Thế Kiên vẫn chưa vượt qua được. Lần nào gặp Lê Anh Xuân cũng không thể vượt qua. Ở trận chung kết thì có một chân chắc chắn là Tâm Thường Tín. Vâng, Tâm Thường Tín đến từ Vũng Tàu. Tỷ số ở trận này thì có lẽ là 99% thì là 7-3 cho Lê Anh Xuân. Vâng. Vâng, và Nam Ruồi chỉ cần thắng 5 ván nữa thôi. Và cả nhà cùng cổ vũ cho Nam Ruồi. Chỉ 5 ván nữa thôi là Nam Ruồi có thể vượt qua được Lê Anh Xuân ở trận bán kết này. Trong khi thì Lê Anh Xuân còn 1 ván nữa.
bên Đình Diên Nga chung kết có tập tiết Thành Kiên Hương Còi và cái tên tiếp theo có thể là Xuân Nga. Nguyễn Đình Diên Nga đoán quá chuẩn. Rồi. Cậu biết mày phá lực nào rồi nhá, Xuân Nghệ An, về tập thôi. À. Vâng, Tâm Thường Tín đã có mặt trong trận chung kết rồi. Tâm Thường Tín vừa vượt qua cơ thủ Lê Quang Trung với tỷ số là 8-2. Cùng xem cú đánh một chân của Phạm Phương Nam. Một chân nhưng vẫn trô về lắp đít. Hơi nhẹ một tí. Tu Đi Nguyên. Nam Ruồi đã bị Tu Đi Nguyễn ghét. Chết vì cái tội đẹp dài à. Bị ghét. Một cú cân. Vâng, quá tự tin. Còn có 5 ván nữa thôi. Cố lên Nam Ruồi. Rồi, nốt ván này là còn có 4 ván nữa thôi. Cứ bình tĩnh. Không việc gì phải vội. Chỉ cần có 5 cơ hội và Nam Ruồi đi hết cả 5 ván là sẽ giành chiến thắng. Không có gì khó khăn cả. Rút 1 băng sang C qua con 7. Lắp đít con 5. 6, 7, 8, 9 xong. Đẹp trai con mà Nam Ruồi giải nhất về đánh chậm. Quá hay. Nốt ván này chỉ còn 4 ván nữa thôi. Nhẹ nhàng một băng điều 7 lỗ 10. Mở má sang lắp đít con 8. Tỷ số là 4-7 cho Nam Ruồi. Nếu như Nam Ruồi đi hết đúng như thế. Bi em ơi. Bi, em ơi xếp Bi. Rồi, Nam Ruồi vừa điều ra một vị trí mà đánh xong mọi người mới nghĩ ra. Vâng, và bây giờ sẽ là một cú đánh chạy đạn của Nam Ruồi. Một vị trí mà không ai có thể nghĩ ra cho đến khi Nam Ruồi oánh xong. Cơ hội cho Lê Anh Xuân. Chém luôn. Lê Anh Xuân đã đo cân. Cân chích xịt. Để cho cái nằm im rồi đấy. Xin chào Nam Ruồi. Xin chào Nam Ruồi. Vâng. Chúc mừng Lê Anh Xuân đã có mặt trong trận chung kết. Và chúc mừng Nam Ruồi đã không phải đánh tiếp.
Trận chung kết sẽ diễn ra sau 15 phút nữa trên bàn TV. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn trong 15 phút nữa ở trận chung kết. Vâng.